Xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh LTK Bonsai. Hôm nay em có 7 cái cây kiểng muốn giao lưu với cô chú anh chị, gồm có bông giấy, mai vàng và mai tứ quý nha cô chú anh chị. Số điện thoại con là 0946718183, đó là số Zalo con tên Kịch, con ở ngã năm Sóc Trăng nha cô chú. Rất mong cô chú ủng hộ con nha, cũng như mấy clip trước nha cô chú. Đầu tiên con xin lên một cây mai, cây bông giấy Mỹ, mai số 1 nha cô chú anh chị. Con cũng ít đi khi lên bông giấy lắm, tại đi mua mai gặp cái cũ này cũng thấy thương, rồi mua được giá rẻ về giao lưu với cô chú nghe cô chú. Cây này làm tích 100% nha cô chú. Cũ thì gắt quái nha cô chú ơi. Báo gõ cho cô chú luôn, đó chủ nhà đó người ta chặt á, rồi bây giờ nó lành, nó bao mục nha cô chú. Đế thì cuộn hết rồi. Xin đo thông số bông giấy mã số 1 cô chú tham khảo nha. Cao là 60, hoành thân là 34 nha cô chú anh chị. Hoành thân 34, cũ đặt là 71 đến 70 nha cô chú. Cái đường kính bầu là 49 hay 50 nha cô chú. Cái này dùm trồng chỗ 6 nha cô chú. Cây bông giấy Mỹ mã số 1 xin Zalo với cô chú anh chị là 1.700.000 bao ship toàn quốc nha cô chú ơi. Lần đầu tiên lên cây này, nếu cô chú nào chơi bông giấy ủng hộ con nha. Đó giờ chưa có mua bông giấy. Đây rồi, đợi cây bên đây. Tiếp tục số 2 là một cây tứ quý cho dành cho cô chú nào tập ghép nha cô chú. Mười mấy gần 20 năm nó già dữ lắm nha cô chú ơi. Đó, chân cành thì nó đều hết trơn luôn, về mình ghép mình bật ra là chơi tứ diện luôn, một thân một cốt chính hiệu nha cô chú. Đế thì nó đều hết trơn luôn, nhưng mà nó con không có khai thác ra là cô chú thấy nó nổi như mùa u luôn nha cô chú. Tại vì cây giá trị nó cũng không có nhiều rồi, môi chi mất sức đó cô chú. Từ từ lên quay nhẹ nhẹ thôi. Đế là nổi như mùa u luôn, chân cành có đầy đủ hết. Về mình ghép bật ra là mình chơi nha cô chú. Xin đo cây số 2. Chiều cao là 80, hoành thân là 40 nha cô chú. Đó, con bỏ được 3 tắc rồi mới đo 40. Cái đường kính bầu là 55, cái này về trồng chỗ 6 nha cô chú. Cây này chân cành là đầy đủ hết trơn luôn nha cô chú. Cây tứ quý mã số 2 dành cho cô chú nào tập ghép chơi mười mấy 20 năm tuổi, giao lưu là 3 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 3 triệu bao ship toàn quốc, rất nhà cây cô chú ơi, bể da hết. Được rồi, đợi cái này. Tiếp tục số 3 là một cây tứ quý nha cô chú anh chị. Đó, cây này là đúng cây chuẩn luôn nha cô chú ơi. Chân cành là đầy đủ hết trơn, mình bắt mình gặp ra mình chơi. Đó, rất là già cây, nó bể da hết trơn nha cô chú. Đế thì tê tái cô chú ơi, nè chỗ nó bệnh xuống hết trơn, nó nổi là mùa u luôn. Đó, chỗ nào cũng đế hết. Đó, giọng này cũng quái nha cô chú. Đó, đế thì bao đế luôn, chân cành thì chuẩn nha cô chú ơi, chỗ nào mình cũng có cho mình bắt ra mình làm chơi cây trực nha cô chú. Cây này chuẩn cây trực luôn cô chú ơi. Cây này có nhiêu năm anh? Cây này mười mấy 20 năm nguyên lô, là 3 cây nè, già nó bể da hết trơn. Cô chú nào mà thường chơi cây tứ quý bên con thì biết nha, màu da rất đẹp luôn cô chú. Nó lồm nó lét luôn. Rồi cái độ phúng tường cũng biết luôn anh. Bao sống 100% cho cô chú, 1 đổi 1 luôn nha cô chú. Chiều cao là 85. Hồi đó thất thân nha. Rồi. Hoành thân là 42 cô chú anh chị. Hoành thân 42. Thất thân thì 25. Sổ đế thì 27. Đo cái củ hồ lô này cho cô chú tham khảo luôn. Đó, 58 nha cô chú. Cái đọt thì miên man luôn, cái đọt nhỏ tí luôn. Cái đọt là 11 nha cô chú. Cái đường kính bầu là 45, cây này về mình trồng chỗ 5 được nha cô chú. Đó, bộ đế cắt tê luôn cô chú ơi. Cây tứ quý mã số 3 là xin Zalo với cô chú anh chị là 6 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú. Quay một vòng nha anh. Cây vừa rồi mà bằng hoành mà tại sao cũng bán 3 triệu, cái này bán 6 triệu nữa cũng có cái riêng của nó nha cô chú, nó đẹp lắm nha cô chú. Có dáng ảnh là rất chuẩn luôn. Trời, ở luôn anh ơi. Tiếp tục số 4 là một cây tứ quý tàn nha cô chú anh chị.
đó, đàn là tròn hết trơn luôn á, thành phẩm cô chú ơi. Cây này cũng mới khai thác nhưng mà cây ông chủ trồng trên mô cô chú, có thể là không rụng lá luôn á, về mình đặt vô chậu mình chơi hoặc là mình xây bồn cô chú. Cao là 2,5 m, tán ngang là 2,7 m mà tính 2,5 m luôn nha cô chú. Cao 2,5 m, tán ngang 2,5 m đó, chân cành là chuẩn hết trơn nha cô chú. Ba vàng thì dẫu mùa Tết, còn cái này là 4 mùa hoa nở nha cô chú ơi. Đó, chân cành này cô thấy, chú thấy nè, nó bắt là đúng vị trí hết trơn luôn nha cô chú. Đó, cây này mình cắt bonsai vẫn được nha cô chú, nếu mà cô chú nào cắt bonsai bớt chút chịu nha cô chú, là tại vì phí ship nó rất nặng nha cô chú. Cái này một cốt gió luôn ha. Một cốt gió tới đỉnh luôn. Mà chân cành là đóng như sắp luôn á. Trên tư quy một cốt gió tới đỉnh gì cũng khó ăn. Thường đa thân không? Thường đa thân, cái này nó nhỏ mà nó chững dữ lắm, nó già cây dữ lắm. Đó, bộ đế cô chú thấy nè, nùi 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 luôn ha cô chú, nó chảy bài bài xuống hết. Đó, mặt này là tê lắm nha cô chú, đặt cứng hết trơn luôn, không chỗ nào là không có đế nha cô chú. Đó, cây này con mới khai thác nhưng mà ông chủ trồng trên mô nha cô chú ơi, bứng cũng ít đứt dễ lắm á, cây này có thể không mắc xích đâu cô chú ơi. Mà loại tứ quý này sức sống rất mạnh nha cô chú. Giá cũng dễ chơi, giá cũng dễ chơi, con mua rẻ con bán rẻ chứ cây này phí ship nó hơi nặng nha cô chú. Rồi, cao là 2,5 m, tán ngang là 2,5 m nha cô chú. Hoành thân nó khiêm tốn cô chú, 29 thoát thân 29, nhưng mà độ già nó già lắm. Thoát thân nó 20, cây này mười mấy năm rồi. Thoát thân 20, đế sổ là 27 nha cô chú ơi. Cái đường kính bầu nó 75 cô chú. Cây này về mình trồng chỗ 1 m đi cô chú ơi, tại tạng nó lớn á, mình trồng chỗ bự hoặc là xe bồn cho nó căng trứng cây cô chú. Cây tứ quý mã số 4 này xin giao lưu với cô chú là 5.500.000, bao ship hai cho mà bao ship toàn quốc nha cô chú. Đó, cô chú nào mà cắt khoai á là bớt chút 1 triệu cho cô chú mình chơi cô chú, tại vì cây này ship cũng tầm 1 triệu mấy rồi. Đây rồi, đợi luôn anh đi. Tiếp tục số 5 hết tứ quý rồi, con tứ quý con có 3 cây nha cô chú, là mai vàng xù nha cô chú ơi. Đó, đế thì nó đều hết trơn, xù thường kém đế, cái này là xù có 70-80% luôn nha cô chú. Đó, nó chảy hết trơn luôn nè cô chú, nhìn nè, nó cộm bằng một cái ngón tay con luôn nha cô chú. Đó, đế nhiều tại vì cây xù thì chủ nhà người ta cũng biết đó, người ta bán hơi mắc đó, thì con mua giá con cũng giao lưu với cô chú vừa chơi cô chú. Đó, cái này hai thế chơi nha cô chú, một là chơi trực vậy, hai là chơi gì xuống là chơi ván bài nha cô chú. Đó, ở đây mình dắt ra đọt cũ mình có luôn nha cô chú. Đế thì nó đều hết trơn, vọng 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 hết. Nó xù là mạnh lắm nha cô chú, tương lai cái này xù hết mình luôn nha cô chú. Rồi, xin đo thông số rồi mà số 5 mấy xù nha cô chú anh chị. Chiều cao là 54. Đó, chiều cao là 54. Hoành thân của nó là 35 nha cô chú anh chị. Hoành thân 35, một vị trí đo nha cô chú. Cái đường kính bầu là 45. Cái này dòng chậu 5 cô chú. Mặc dù là ác lắm cô chú ơi, xù này xù chảy luôn á. Đó, mấy cục này là hết trơn luôn. Cây này bao cho cô chú là bông từ 9 tới 12 cánh em thấy bông nha cô chú ơi. Tại em hạ phôi em có thấy mặt bông gió đó. Cái nào thấy mặt bông thì em báo, không thấy thì em không báo nha cô chú. Cây xù mã số 5 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 3.800.000, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Bông 9, 12 cánh bao bông nha cô chú, nếu mà trồng ra không chín 12 cũng tặng luôn cây nha cô chú. Hoàn tiền lại. Rồi, đợi luôn anh ơi. Tiếp tục số 6 là một cây mai vàng dán bay nha cô chú anh chị. Đó, tặng bay nghệ thuật mình đây mình tẹt ra mình chơi nha. Cái đế thì khủng bố bà 8 luôn, chứ đừng nói bà 3 nha cô chú, nó bự lắm nha cô chú. Đó, cây này là con không thấy mặt bông nè cô chú, nào về mua ghép là ghép nha cô chú, cây nào thấy thì con báo. Đó, cành ba này là gắt duyên nha cô chú. Đây nữa mình làm cành hồi đây, dựng cái đọt lên mình dắt ra hai bên là mình chơi nha cô chú. Đó, cô chú nhìn cái bộ đế của nó nè cô chú, nó già cây nó chảy hết trơn luôn nha cô chú, nhưng mà mình báo già cây thôi, nách bông rồi nó chảy hết trơn luôn, bộ đế khủng bố luôn nha cô chú ơi. Cây này trên 300 kg nha cô chú.
sáu người khiêng mà cũng khum cái lưng luôn. Nói cái này chủ nhà đó người ta chặt này coi chú, rồi về con cũng cắt ngang rồi con vệ sinh keo lại đó, quá đá hết trơn rồi. Rồi xin đo thông số rồi, mã số 6 rồi, may vàng coi chú anh chị, không thấy mặt bông nha cô chú. Chiều cao của nó là 65, cành bóng của nó là 85. Hoành thăng là 46 nha cô chú anh chị. Hoành thăng 46. Đó, đo hai vị trí cho cô chú luôn. Lên đây nó cũng dẫn lại vậy rồi cô chú ơi, 45. Con bứng cái bầu rất lớn nha cô chú ơi. Đó, cái bầu là 300 nha cô chú ơi. Hai cộng dây thước đó cô chú. Tại vì nó để nó đẹp quá con không nổi cắt cô chú ơi. Cái đường kính bầu là 80. Cái này về trồng ngoài chậu 1 mét nha cô chú. Cây mai vàng mã số 6 dán bài thì xin giao lưu với cô chú anh chị là 10 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cây này tiền ship không cả 800 ngàn nha cô chú. Rất nặng cô chú ơi. Thửng đường 2-3 cây vòng vô con đi xe tải luôn cô chú ơi. Đã lên này. Tiếp tục số 7 cuối clip là một cây mai vàng. Bộ đế là khủng bố nha cô chú anh chị. Đó. Cây này em có không thấy mặt bông nha cô chú ơi. Về cô chú nào muốn ghép thì ghép nha cô chú. Đó, chân cành ở đây nè. 1 2 3 4. 1 2 3 4 đọt 5 nha cô chú. Ngủ phút nha cô chú ơi. Cái này là bộ đế là quái lắm cô chú. Bứng nhỏ không được cô chú ơi, bứng cái bầu quá thứ rồi. Ghế là bao lực luôn ha. Cây này đế bao lực luôn. Cùm tay thì có hai cùm tay mới bằng đó nha cô chú. Cây này về nữa mình trồng chậu chủ nhật nha cô chú ơi. Đế như sắp vậy ha. Đế như sắp mà cộng lại nó bành 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 luôn. Được cộng vậy cũng lâu lắm. Cây này già cây lắm mà 20 mấy 30 năm mà bà chủ bà nói. Bông thì không có thấy mặt bông. Mặt đế này rất đẹp mấy cô chú. Nó dài ra mà nó khôn cái này ra ngoài nó bậm xuống bậm xuống à. Cái này đế là không có sắp cộng nào hết trơn, nó nguyên hết trơn nguyên kiện luôn nha cô chú. Được cái không có nào treo luôn ha. Không có nào treo hết đó. Gom xuống hết trơn luôn. Không có mặt cắt luôn. Không có mặt cắt luôn, chỉ có mặt mà chân cành thôi. Rồi. Quá nặng cô chú, cái này 500 kg cô chú. Chiều cao là 70. Hoành thăng là 60 cô chú, nó hơi cắn này đeo lại là 60 nha cô chú. Chuẩn 60 nếu mà về mấy cô chú nào lo lệch thường luôn nha cô chú. Hoành thăng 60. Đọt thì 14 nha cô chú. Cái đường và ngang là 90. Cái chiều dài là 120. Cái này về cô chú trồng chậu chủ nhật. Chiều ngang là 1m4, chiều dài là 1m8 nha cô chú anh chị. Cái này cũng độc lạ nha cô chú ơi. Anh đo mấy mặt cũng ghế em em. Cô chú rồi đó giờ thấy cái mặt cũng ghế nè, con không đo được nhưng đo tham khảo cho cô chú nha. Mặt cũng ghế là 12. Đó. 12 là 36, cộng ghế là 36 đó nha cô chú. Cộng này. Cộng này là 10. Cộng ghế là 36, cộng ghế 30 luôn đó. Cùm tay con này có hai cùm. Đó, độc lạ luôn cô chú ơi. Cái này về mình nuôi lên tiền nha cô chú. Cây mai vàng mã số 7 cuối clip này xin giao lưu với cô chú anh chị là 20 triệu con bao ship 200 km ship bằng xe tải nha cô chú ơi. Cây này giao lưu miền Tây cô chú ơi, miền ngoài chắc việc theo nó lãnh không nổi, là quá nặng 500 kg nha cô chú. Khu vực Đồng Nai đổ lại ha. 300-350 cây số bình thường luôn, nói 200 thôi chứ 200 là chuyện bình thường. Còn dùng ngoài chắc xíu không nổi, nặng quá cô chú ơi. Rồi 20 triệu bao ship 200 km ship bằng xe tải nha cô chú. Rồi. Rồi cuối clip chân thành cô chú cảm ơn cô chú đã ủng hộ con trong thời gian qua, rất mong cô chú tiếp tục ủng hộ con cô chú. Số điện thoại con là 0946718183. Đó là số Zalo con ở ngã năm Sóc Trăng nha cô chú anh chị. Không tin kịch. Chân thành cảm ơn cô chú rất nhiều ạ.